Thưa quý vị, trong quan điểm của Bác Hồ, đại đoàn kết dân tộc được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng và được quán triệt trong các lĩnh vực từ đường lối, chủ trương, chính sách đến thực tiễn. Thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn đã tập hợp đoàn kết và phát huy sức mạnh trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kết quả đó có được là nhờ sự đóng góp không nhỏ của ông Quỳnh Công Tấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trạch. Nói chung khi mà làm cái nhiệm vụ mà mặt trận này đó thì lúc đầu cũng còn nhiều cái lúng túng lắm. Mình đâu có nghĩ rằng là mình sẽ làm được như vậy, không nghĩ. Tức là qua quá trình làm cái kinh nghiệm nó rút ra, mà khi mà làm được một cái việc gì đó cho về an sinh xã hội đó, hoặc mình làm một cái công trình gì đó thì mình cảm thấy nó trong cái tâm hồn mình nó thoải mái mà nó rất là vui. Tại vì mình làm một công việc này cho là toàn xã hội, thì đây là cái hưởng lợi cho là cả là cộng đồng, mà mình cũng đem niềm vui đó lây cho những người khác. Vì vậy do đó phải nói rằng cái phong trào mà về an sinh xã hội mà đối với dân tộc đó thì phải nói là hoạt động tương đối rất là mạnh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm tham gia công tác mặt trận, nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của vấn đề đoàn kết trong thực tiễn, ông Huỳnh Công Tấn đã cùng Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trạch phát huy tốt vai trò của mình, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia vào các cuộc vận động thông qua các buổi tuyên truyền họp dân, đã làm thay đổi được nhận thức của người dân về tinh thần đoàn kết dân tộc, như đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, lá lành đùm lá rách, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Kết quả qua 5 năm, từ năm 2014 đến năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trạch nhận được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân trong và ngoài địa phương, ủng hộ trên 54 tỷ đồng. Theo đó, xây dựng 8 cầu bê tông và nâng cấp mở rộng 7 tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng và sửa chữa 278 căn nhà đại đoàn kết, thăm hỏi tặng 26.716 phần quà Tết, 750 thẻ bảo hiểm y tế, cấp 50 xe lăn cho người tàn tật, người nghèo trên địa bàn. Cái khẩu hiệu đó, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đó. Thì trong cái lời dạy của Bác là tất cả những việc làm của Đảng nhà nước vì mục đích cho dân, vì dân phục vụ. Đó. Thì trong tâm tâm này mình làm cái gì vậy cũng do dân và vì dân. Đó. Thì từ cái chỗ đó đó mình mới kêu gọi được. Mà nếu họ đoàn kết với mình thì tất cả những gì mình cũng làm là được hết. Còn nếu mà không có cái khâu đoàn kết đó thì không thể nào thành công được. Đó là cái khâu mà tâm quyết nhất đối với là làm con cán bộ mặt trận của chúng tôi là như vậy. Để nắm tình hình, ông Tấn thường xuyên xuống các ấp để tìm hiểu đời sống của người dân, vận động bà con chí thú làm ăn, từng bước thoát nghèo. Những hộ có hoàn cảnh khó khăn, ông đi từng ngõ, gõ từng nhà để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn của từng gia đình để kịp thời tham mưu Ủy ban dân xã xem xét, giải quyết kịp thời. Nhờ sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân nên ông được nhân dân tin yêu, quý mến. Giờ thì cũng nhờ ông chú Tấn, ông giúp đỡ cho được cái nhà này, với ông cho được cái bảo hiểm nghèo, rồi cho anh này anh đi mổ tim cũng đỡ ra, chứ không thôi không có là mình mới tốn 200 triệu, có trên 200 triệu nữa. Mình nhờ vậy mà đỡ ra, niềm vui không có tả nổi nữa. Cảm ơn ông rất là nhiều. Cảm ơn ông nhiều lắm. Nhưng bây giờ tôi không biết nói gì hơn nữa. Nhờ ông mà bây giờ chồng tôi hết bệnh, có nhà có cửa. Ngoài ra, năm 2020, ông Tấn còn vận động và tập hợp các thành viên đam mê công tác từ thiện và Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch thành lập tổ giá đường. Từ nguồn đóng góp hỗ trợ của bà con nhân dân, các nhà hảo tâm về hiện vật, ngày công lao động, tổ giá đường của xã đã sửa chữa, khắc phục mặt đường bị ổ gà, lề đường bị lở, góp phần đảm bảo an toàn giao thông nông thôn. Thì anh Tấn là bên ban ở xã, thì trước là cũng đầu tiên anh Tấn cũng một vận động, sau dân cũng cô bác người ta cũng có giúp, cũng có cho một số. Thứ hai nữa đó là tụi tôi thì cũng có thiếu này kia thì tôi cũng có bù cho thêm để mà có được làm những cái đoạn đường cho nó xong nó rồi.
nhiều cái đoạn đường thì làm nó không đủ, thì tụi tôi trong đội thì cũng phải bỏ tiền vô để giúp thêm. Chỗ nào cũng vẫn làm hết, tại vì mình là làm từ thiện mà. Chỗ nào mình thấy những cái đoạn đường mà nó sụp, nó đổ quá thì mình có chi phí thì mình cứ làm. Không những giúp bà con trong xã mình, ông Huỳnh Công Tấn còn giúp các xã lân cận và các huyện khác. Những đóng góp tích cực của ông cùng tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trạch đã góp phần đưa xã Vĩnh Trạch xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Riêng ông Tấn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương và địa phương vì có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.